Trong tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tọa đàm Nghị quyết 01 đột phá hỗ trợ doanh nghiệp. Chương trình thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, doanh nghiệp bàn thảo nhiều nội dung liên quan đến chủ đề Nghị quyết 01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh năm 2023 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nền kinh tế hồi phục nhanh chóng, phát triển bền vững. Rất nhiều lĩnh vực của nền kinh tế hiện đang khó khăn, cần sự tháo gỡ để doanh nghiệp phát triển ổn định trong thời gian tới. Với ngành du lịch, sau 2 năm chống chọi với dịch Covid-19, doanh nghiệp du lịch là đối tượng bị ảnh hưởng sớm nhất, nặng nề nhất và thời điểm này vẫn đang rất khó khăn. Bởi vừa qua mới chỉ có thị trường du lịch nội địa là phục hồi, còn thị trường khách quốc tế vẫn rất thừa thớt. Trong khi đó, theo đánh giá, lĩnh vực bất động sản năm nay là năm mang tính sống còn của doanh nghiệp ngành này. Thời gian gần đây, có tới 70% vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải đều liên quan đến pháp lý dự án. Dự án ngừng triển khai đã khiến nhiều công nhân rơi vào tình trạng thất nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp giảm nhân sự 50%, cắt giảm lương tới 80%. Các chuyên gia cho rằng, nếu lãi suất cho vay cao như hiện nay, doanh nghiệp rất khó khăn. Những điều kiện khách quan và chủ quan khiến các ngân hàng không thể hạ lãi suất được. Doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bất động sản nói riêng thì có những cái dự án hiệu quả, có những cái dự án phương án kinh doanh hiệu quả thì và nhất là những cái lĩnh vực mà chính phủ đang tập trung thực hiện như phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân thuê hoặc là xây nhà để cho thuê thì chúng ta cần tiếp tục tăng trưởng thì đối với những dự án hiệu quả này thì ngành này tiếp tục tiếp cận hỗ trợ để kích thích cái thị trường. Tết vừa rồi để tìm cái nguồn tiền để thanh toán cái tiền tháng 13, thậm chí có doanh nghiệp chỉ mong muốn nửa tháng thôi, nửa tháng 13 cũng không có tiền, không vay được tiền. Trong lúc này có lẽ ngân hàng nhà nước mình đấy phải sống giống như trong cái thời đặc biệt khó khăn, cho nên phải có những giải pháp phù hợp với cái tình thế khó hiện nay. Năm 2003 mà chúng ta không có những giải pháp hiệu quả để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, thì nó sẽ tác động là bất lợi cho sự phát triển của đất nước. Phải có những giải pháp cụ thể để làm sao kéo giảm cái lãi suất và chúng ta đặt cái mục tiêu cho nó rõ ràng. Về phía doanh nghiệp, chúng tôi cũng thưa rất thật, nếu lãi suất trên 10% thì doanh nghiệp sẽ không có cửa và không có đường để mà đầu tư. Sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư thông qua những xung đột của các cái nước lớn, họ dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam và Việt Nam chúng ta được xem là một trong những cái điểm đến. Người ta đòi hỏi khu công nghiệp của chúng ta phải là khu công nghiệp đạt chuẩn sinh thái, đạt các cái tiêu chuẩn phát triển xanh thì như vậy họ mới vào. Khi mà các quy định pháp lý ở các bộ ban ngành hay các cái sở ban ngành của các địa phương đang có nhiều cái chồng chéo, có nhiều cái mâu thuẫn, bây giờ tập trung vào đưa ra những cái quy trình, những cái tiêu chuẩn nó rất cụ thể để triển khai một cái công việc nào đó. Khi mà các quy định pháp luật ấy thậm chí chồng chéo nhau, nó không có nhất quán, nên chăng Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ phải có văn bản để hướng dẫn cái việc này, tích hợp vào trong một cái văn bản. Cái nguồn vốn của ngân hàng hay nguồn vốn của xã hội thì phải được tập trung vào những cái lĩnh vực trọng điểm như là nghị quyết nói, và đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng. Các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng trong thời gian tới, nhà nước cần thúc đẩy cải cách thể chế mạnh mẽ, cụ thể là cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong xuất nhập khẩu, đẩy mạnh chuyển đổi số, sửa đổi luật để giảm tình trạng quy định chồng chéo làm khó doanh nghiệp. Đặc biệt, cần đánh giá cao vai trò của các hiệp hội, không bỏ qua khâu lấy ý kiến doanh nghiệp và hiệp hội trong quá trình rà soát các văn bản pháp luật.